Xin chào các anh chị ha. Cho anh hỏi là cái bài nhạc là tên gì vậy? Tình ba miền hả? À? Có tình nào hai miền em kiếm cái bài nào tình hai miền em lên em hát cho anh được hay không? Ba miền anh mệt quá, anh ghét nhất miền Bắc. Anh không ưa miền Bắc, anh cộng miền Bắc với chồng là anh không thích. Có tình nào hai miền không? Em có thể là lên hát được không? Đừng có hát tình ba miền, tại miền Bắc anh ghét lắm. À, không nên nói thật. Cái chương trình là gì vậy? Hồi nãy giờ hát à? Đang hát à? Hà bé, đang hát à? Cái gì hát nữa à? Ok, hát rồi ta xuống, hát tiếp đi. Hát họ mẹ giờ nó cởi dẹp tao đi, xuống ngựa. Rồi cái thằng lao riết à, bực bội. Trời ơi, thôi em đi về nha, các em đi chơi đi. Cái gì vậy vậy? Trời thôi mất rồi. Thì ra là vậy hả? Trời ơi, đâu có đâu. Em làm một cái hết hồn luôn nè. Khá lâu làm việc mắt nha em. Viết giờ sợ thiệt á. Đừng để mất công rồi chị em tương tàn với khổ tâm nữa. Bây giờ xích thấy cảnh tượng mà
Đi hại bây giờ thích sợ quá. Bây giờ ta sợ quá, ta sợ đi về ta trốn. Đó. Còn con ngựa bao nữa. Nhớ thì chưa, bữa nào về bên thích xịt rồi á, về tới đây rồi đó, làm ơn làm phước đi. À, xuống gặp em để gieo đưa em tiền mua vé Việt Nam coi. Dạo này giờ mình lao liếm trắng sạn luôn. Thôi đi về đi, mệt ghê vậy đó. À, cái bạn mà gì cho việc việc cộng thù gì đó, à, bạn có thể nào bớt cái vấn đề mà hận thù được không bạn? Giờ bạn ngon quá, khe mới ngăn quá, làm gì nó có được cái nghĩa gì đâu. Người ta về thẳng lên Việt Nam đó, người ta về thẳng Việt Nam, ta cởi quần ra, ta mặc cái quần xì mà có lá cờ đó, làm như vậy nó mới là nó mới là hay.